đón nhận thảm họa này đến thảm họa khác. Những kẻ thống trị địa cầu suốt từ cuối kỷ Tam Điệp cho đến kỷ Phấn Trắng cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho kẻ khác. Nhưng khi cơn bão qua đi, thì ánh nắng lại quay về, gốc rễ của cây cối sẽ mọc trở lại. Cũng giống như thế giới này, những sự sống biết thích nghi và chống chọi lại được với sự khắc nghiệt của tự nhiên, rồi sẽ trở thành những chủ nhân mới của thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy Thời Gian. Mình là Lẻn và đây là Đại Tân Sinh. Mốc thời gian đầu tiên mà chúng ta sẽ đến trong đại này chính là thế Paleocene, thuộc kỷ cổ cận. Trái đất sau thảm họa, thế Paleocene, kéo dài từ 65,5 đến 55,8 triệu năm trước. Từ Paleocene, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với Balaios, có nghĩa là cổ. Paleocene là giai đoạn trước của thế Eocene, tức thế Thủy Tân. Paleocene dịch ngắn gọn là cổ tân. Tên này được chọn rất hợp lý vì các hình thức sống còn sót lại sau sự kiện tuyệt chủng Phấn Trắng cổ cận sẽ tiến hóa thành các loài mới, các đại diện nguyên thủy của các loài ngày nay. Ấm lên toàn cầu, vào đầu thế cổ tân, nhiệt độ trái đất giảm đi nhiều do cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Phấn Trắng. Nhưng sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bắt đầu trở lại vào giữa và cuối thế cổ tân, sang tận thế thủy tân, Eocene. Từ đây, một sự kiện tăng đột ngột nhiệt độ toàn cầu xảy ra. Sự kiện này được biết đến với tên gọi đỉnh nhiệt độ cổ thủy tân. Vào sự kiện này được tác động bởi sự gia tăng hàm lượng khí CO2 trong không khí, làm cho nhiệt độ toàn cầu lên đến 6 độ C trong suốt 20.000 năm, gây ra sự ảnh hưởng đến các dòng chảy trong đại dương và không khí. Mực nước biển tăng lên, gây ra cuộc tuyệt chủng hàng loạt, nhưng đồng thời cũng giúp nhiều loài phát triển mạnh. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Mặc dù làm băng của hai cực tan chảy đến mức cao nhất, nhưng sự kiện này đã vô tình làm phát triển mạnh vùng nhiệt đới. Từ đó, diện tích các khu rừng nhiệt đới gia tăng tiến đến gần hai vùng cực, làm bàn đạp cho việc phát triển các hệ động thực vật của kỷ này. Thực vật, sự kiện tuyệt chủng Phấn Trắng đệ tam hay sự kiện tuyệt chủng kỷ Phấn Trắng cổ cận đã có tác động đáng kể đến đời sống thực vật ở khu vực Bắc Mỹ ngày nay. Trong một thời gian ngắn, 1/3 các loài thực vật cấp cao đã tuyệt chủng và bị chiếm lĩnh bởi xương xỉ. Chúng xâm chiếm các khu vực bị tàn phá do cháy rừng và sự tăng đột biến của cây dương xỉ ở thế cổ tân này là do chịu tác động bởi thiên thạch. Vào cuối thế cổ tân, thảm thực vật đã thích nghi với khí hậu toàn cầu ấm áp và ẩm ướt. Cây hạt kín, cây bụi, cây lá kim và dương xỉ đã giúp tạo nên những khu vực rừng trải dài đến tận cả hai cực. Bắt đầu là rừng nhiệt đới hiện đại, với thảm thực vật phát triển vào cuối thế cổ tân, tán cây nhiều tầng, cây cao, cây chịu bóng râm và lá lớn là những đặc điểm nổi bật của thảm thực vật vào thời điểm này. Một số đại diện nổi bật có thể kể đến như cây đay Tiliaceae, họ côm Eliacabaceae, họ thành thất Cimarubaceae. Bên cạnh đó, thảm thực vật cận nhiệt đới bao phủ phần lớn các lục địa phía Bắc và mở rộng tới 50 độ ở cả bán cầu Bắc và Nam, được bao phủ bởi các đầm lầy ngập mặn dọc theo bờ biển châu Âu và Tasmania của Úc. Sinh vật chiếm ưu thế ở các vùng đầm lầy ven biển này chính là họ rùa nước. Càng lên cao, thảm thực vật càng có sự thay đổi từ cận nhiệt đới đến những khu rừng xanh ôn đới được thống trị bởi cây sồi, nguyệt quế, đến những khu rừng rụng lá ôn đới mát mẻ. Chúng vốn được phát triển rực rỡ bởi sự kết hợp của thực vật hạt kín, hai lá mầm xuất hiện từ kỷ Phấn Trắng và vẫn tiếp tục phát triển và sinh sôi nảy nở. Động vật. Suốt 10 triệu năm, động vật có vú đã tiến hóa từ các dạng nhỏ, đơn giản thành đa dạng các kích cỡ. Một số động vật có vú đã tiến hóa thành các dạng lớn hơn để thống trị mặt đất, trong khi các loài khác có khả năng sinh sống trong lòng đại dương, các môi trường đất đặc biệt và thậm chí là cả trên không. Chim cũng tiến hóa đáng kể trong kỷ này, tiến hóa thành dạng cơ bản gần giống như ngày nay. Động vật có vú. Động vật có vú xuất hiện lần đầu tiên vào cùng thời điểm xuất hiện của khủng long trong kỷ Tam Điệp. Nhưng trong suốt thời kỳ thống trị của khủng long, động vật có vú vẫn nhỏ bé. Chúng được chia thành động vật như thú đẻ trứng, thú có túi và thú có nhau thai. Đại diện của ba nhóm này đều xuất hiện lần đầu tiên vào kỷ Phấn Trắng. Những động vật có vú sống sót sau sự kiện tuyệt chủng đã trải qua quá trình biến đổi mạnh mẽ để thích nghi trong thế cổ tân và đã thành công đến mức toàn bộ đại tân sinh còn được gọi là thời đại của động vật có vú. Đầu tiên là động vật có vú đẻ trứng Monotrim, hay còn gọi là bộ đơn huyệt, được đại diện bởi thú mỏ vịt từ Úc và thú lông nhím của Úc và New Zealand. Monotrim là động vật có vú cổ xưa nhất,
dấu vết hóa thạch monochim rất ít và có niên đại từ kỷ phấn trắng. Một trong số các loài động vật thuộc bộ đơn huyệt là Monochimedum. Chúng là họ hàng của thú mỏ vịt, có nguồn gốc từ thế cổ tân, nhưng sống tận Argentina ngày nay và là loài monochim đầu tiên được tìm thấy bên ngoài Australia. Động vật có vú, có túi, được gọi là thú có túi. Ngày nay, hầu hết chúng đều sống ở Úc, bao gồm gấu túi và chuột túi quen thuộc. Ngoài ra, tại Bắc Mỹ có một loài thú có túi là opossum và Nam Mỹ cũng là nơi sinh sống của nhiều loài thú có túi không kém. Hồ sơ hóa thạch của loài này có niên đại từ giữa kỷ phấn trắng ở Bắc Mỹ. Trong thế cổ tân, loài thú có túi ở Nam Mỹ đã tiến hóa thành loài ăn côn trùng nhỏ, động vật ăn tạp và dạng ăn thịt từ trung bình đến lớn với lối sống như chó, mèo và gấu. Cuối cùng, thú có nhau thai chiếm hơn 95% tổng số động vật có vú còn sống. Hồ sơ hóa thạch của động vật có vú, có nhau thai có niên đại từ kỷ phấn trắng sớm. Vào thời kỳ đầu của thế cổ tân, các động vật có vú, có nhau thai vẫn còn nhỏ. Rất ít loài đạt kích thước của một con cừu ngày nay, nhưng điều này đã thay đổi vào cuối thế cổ tân. Nhóm này của động vật có vú đã trở thành nhóm đa dạng nhất và thành công nhất. Các đại diện của nhóm này bao gồm các loài động vật móng guốc, linh trưởng và động vật móng guốc ăn thịt. Động vật móng guốc cổ xưa hay còn được gọi là Condylarthra là một trong những động vật có vú cổ tân đặc trưng nhất và chúng minh họa cho cấp độ tiến hóa của các động vật có vú cổ tân. Các bộ động vật móng guốc nhau thai hiện đại được cho là nằm trong nhóm cơ bản này. Loài tê giác răng nanh Dinoceratha là một loài động vật có vú móng guốc. Chúng ăn cỏ lớn, có sừng và răng nanh lồi, được biết đến từ thế cổ tân và thủy tân ở châu Á và Bắc Mỹ. Với khối lượng cơ thể lên tới 4 tấn rưỡi, chúng đại diện cho một số loài động vật có vú lớn xuất hiện sớm nhất trong thế này. Động vật ăn thịt lớn nhất thế này là họ Mesonicid. Mesonicid là động vật móng guốc ăn thịt có kích thước bằng sói. Chúng xuất hiện đầu tiên trong đầu thế cổ tân, sụt giảm mạnh vào cuối thủy tân và diệt vong hoàn toàn khi chi cuối cùng của họ này, Mongoleti, đã tuyệt chủng ở đầu thế tiệm tân, Oligocene. Hầu hết các loài động vật có vú phát triển mạnh mẽ trong thời gian này đã bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, một số loài động vật có vú vẫn vượt qua được và tiến hóa trong thế cổ tân, trở thành tổ tiên gần nhất cho các loài hiện đại. Chim. Các loài chim hiện đại Neonid đã thay đổi rất lớn để thích ứng với môi trường trong đại tân sinh. Bằng chứng hóa thạch về các loài chim hiện đại đầu tiên có niên đại khoảng 65 triệu năm trước. Chúng có thể được xếp thành hai nhóm dựa trên hình thái vòm miệng. Phần lớp chim mỏ cổ Balaenoanthi ngày nay được đại diện bởi các loài chim Nabidi nhỏ ở Nam và Trung Mỹ. Cùng với đó, bộ đà điểu Rati, những loài chim không biết bay bao gồm các loài đà điểu châu Phi, đà điểu Nam Mỹ, đà điểu Úc, đà điểu đầu màu và chim kiwi của New Zealand. Phần lớn Neonathi là phân lớp loài chim còn sống với hơn 9.000 loài. Một số đại diện của cả chim mỏ cổ và chim hàm mới đều xuất hiện từ cuối kỷ phấn trắng. Về sau, cả hai nhóm đều đa dạng hóa và trở nên phong phú trong đại tân sinh. Bò sát. Do điều kiện khí hậu thuận lợi của thế cổ tân, các loài bò sát đã phân bố rộng rãi hơn nhiều so với ngày nay. Trong khi các loài khủng long không tiến hóa thành chim, các loài bò sát biết bay và loài bò sát biển lớn đều tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng, thì tổ tiên của loài bò sát hiện đại không chỉ phải sống sót qua đại tuyệt chủng mà còn phải trải qua sự biến đổi lớn để thích nghi với môi trường mới. Trong khi những loài rùa biển lớn của kỷ phấn trắng đã biến mất, nhiều họ rùa biển nhỏ hơn vẫn tiếp tục phát triển rất phong phú. Cá sấu là một trong những sinh vật lớn nhất còn sống sót sau sự kiện tuyệt chủng kỷ phấn trắng. Các đại diện của loài cá sấu thực sự ngày nay thuộc phân bộ Eustachia, bao gồm cá sấu châu Mỹ, đã tiến hóa thành các loài vừa sống trên cạn và bán thủy sinh. Bộ Scamanda gồm thằn lằn và rắn cũng rất phong phú trong đầu đại tân sinh. Các loài hình dạng thằn lằn và rắn xuất hiện lần đầu vào kỷ Jura nhưng tiếp tục phát triển đa dạng vào thế cổ tân. Vừa rồi thông tin về thế cổ tân, giai đoạn đầu của kỷ cổ cận, kỷ đầu tiên thuộc đại tân sinh cũng chính là đại địa chất mà con người đang sinh sống. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!